Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 4 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, nắng nóng tiếp tục là hình thái thời tiết chi phối thời tiết các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ trong những ngày qua, khi mà nhiệt độ những ngày qua đều dao động trong khoảng 29 cho đến 31 độ. Và hình thái nắng nóng kéo dài đang khiến cho dịch ốc bươu vàng phát triển mạnh, sinh sản và lây lan theo nguồn nước, gây hại trên trà lúa đông xuân muộn, giai đoạn mạ trên vựa lúa của bà con Nam Trung Bộ. Để hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của ốc, bà con cần chủ động áp dụng những biện pháp thủ công cũng như sinh học như sử dụng lưới chắn 3 lớp để ngăn chặn ốc xâm nhập khi đưa nước vào ruộng, dùng mồi để rũ ốc tập trung ăn và bắt các loại lá bó thành từng bó để ở góc ruộng, hoặc là sử dụng những loại thuốc hóa học trừ ốc bươu vàng hiệu quả cao, an toàn với tôm cá. Nên phun thuốc vào lúc sáng sớm hoặc là chiều mát là lúc mà ốc bươu vàng hoạt động mạnh nhất để tăng hiệu quả của thuốc. Trở lại với thời tiết các tỉnh khu vực Bắc Bộ, thưa quý vị, vẫn có sự khác biệt giữa các tỉnh khu vực Đông Bắc và khu vực Tây Bắc. Trong đêm nay và sáng ngày mai thì đới gió Đông Nam dầu ẩm vẫn tác động đến thời tiết của khu vực Đông Bắc Bộ. Trời âm u, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù, trời rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ chỉ dao động từ 17 cho đến 19 độ. Vào ban ngày thì trời vẫn nhiều mây, có nắng nhẹ xuất hiện khiến nhiệt độ sẽ tăng chậm lên ngưỡng 20 cho đến 22 độ. Riêng tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời tiếp tục ít mây và có nắng vào ban ngày, với nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên vẫn đạt mức 31 cho đến 33 độ. Với các tỉnh khu vực Trung Bộ, chỉ riêng có các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ như là tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Hà Tĩnh là trời vẫn duy trì nhiều mây và có mưa nhỏ lẫn sương mù vào sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây chỉ dao động trong khoảng 22 cho đến 24 độ. Còn tại các tỉnh khu vực từ Quảng Bình cho đến Bình Thuận thì càng đi xa về phía Nam, nền nhiệt tại đây lại càng tăng dần. Trời tiếp tục nắng nhiều với nhiệt độ có thể lên mức 30 cho đến 32 độ. Ở phía Nam của đất nước, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời vẫn phổ biến là ít mưa và có số giờ nắng cao trong ngày, nên tình trạng khô hạn trong những ngày qua vẫn sẽ chưa được cải thiện. Đoạn ban ngày khá thấp, ở khu vực Tây Nguyên ở mức là dưới 50%, cá biệt có nơi thuộc khu vực Đông Nam Bộ còn hạ xuống ở mức là dưới ngưỡng 45%. Nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao, người dân nơi đây cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì do tình trạng thiếu nước còn kéo dài nên người dân cũng cần có các biện pháp điều tiết nước hợp lý để tránh khô hạn cho cây trồng. Còn về tình hình nhiệt thì nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao với nhiệt độ ngày mai tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 30 cho đến 32 độ và tại khu vực Nam Bộ là từ 32 đến 35 độ, trời oi nóng. Sau đây là dự báo chi tiết về thời tiết các khu vực trên cả nước. Tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ một vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, vùng núi cao, về đêm và sáng trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, riêng tại khu vực Tây Bắc là từ 31 cho đến 33 độ, với độ ẩm trung bình là từ 75 đến 80%, riêng ở phần Đông Nam là từ 87 đến 92%. Tại các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, tập trung vào đêm và sáng, với gió đông đến đông nam mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, với độ ẩm trung bình từ 88 đến 93%. Còn tại các tỉnh từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế, ở phần phía Bắc, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Phần phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng với gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Riêng ở phần phía Bắc ở mức là dưới 26 độ, với độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Còn tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận với mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.